Tạ cha khảo. Bạn đã học bài ba tương ứng với phần 1 bài 27 quyển 2 giáo trình hán ngữ phiên bản mới. Ở bài này là trường hợp một bệnh nhân đi khám đại phu, khám bác sĩ. Hãy nhắc lại đại phu, chỉ bác sĩ đông y. Tải phổ. Tải. Tải. Phổ. Phổ đại phổ đại phu. Hãy thử thay bác sĩ hỏi, bạn sao vậy? Nít mất lo. Bây giờ là từ bệnh nhân. Bệnh nhân. Bệnh. Bệnh. Rấn nhân. Bệnh nhân. Bệnh rấn Trong đó từ bệnh đã học trong từ xem bệnh, khám bệnh. Khản bệnh Khản bệnh Bệnh nhân ở đâu? Bệnh rấn dài nở Bệnh rấn dài nở Tôi không phải bệnh nhân. 我不是病人，我不是病人。bây giờ là từ bụng, tụt, 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 tự, tự, 肚子 tụt, đau bụng nguyên văn là bụng đau。 肚子疼肚子疼 bụng còn đau không? 肚子还疼吗肚子还疼吗 đau thắng mà, dữ hay thắng mà. Bụng đau hay không? 肚子疼不疼肚子疼不疼 đau hay không? bụng tôi đau lắm. Ủa tù dừa hào thấng. Ủa tù dừa hào thấng. Đau kinh khủng nguyên văn là đau đến lợi hại, dùng một ngữ trạng thái với chữ tơ đắc. Thắng đớ lì khải. Thắng đớ lì khải. Bụng đau kinh khủng. đùi tử tằng li hại, tử li hại. Bây giờ là lượng từ của viên thuốc. phiền phiền Âm Hán Việt là phiến. Từ này đã học trong từ bức ảnh. Chào phiền. Một viên thuốc. 一片药，一片药，还边托两片药，两片药。他喝两片药，原文是“吃两片药”。 Chưa là Trong tiếng Trung, từ khưa là uống chỉ dùng với loại thuốc dạng lỏng, còn những loại thuốc dạng viên vẫn dùng chư. Ở nhà đã uống hai viên thuốc. Giải gia chưa là Ở đây chữ lơ chủ yếu để nhấn mạnh việc đã xảy ra rồi, nên đặt sau động từ thay vì đặt cuối câu. Hãy hỏi lại, bạn sao vậy? Nít giấm mất lo. Bụng đau kinh khủng. Tụ dừa thở nớ lì khải. Tụ dừa thở nớ lì khải. Ở nhà đã uống hai viên thuốc. Gia, là lẻm nhảo. Gia, là lẻm nhảo. Vẫn không được, nguyên văn là còn không được. Khái bùi Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đối nhân dân tệ hay là đô la, 换人民币还是美元？dễ 好。đúng nghỉ nán。lâu lắm không gặp。好久不见。mượn sách。借书。công viên。 公园。店员太我买点水卦顺便替我买点水果。帮我一件事。帮我办一件事。vừa hay 正合适。v ừ 啦。 正好是。教 viên năm nhất，一年级的老师。thời gian rảnh，业余时间。cách đây bao xa，离这儿有多远？ đường bộ, đường Má Lũ Không lấy tiền. Thứ hai tuần sau đi báo danh. Mỗi lần một tiếng. 每次一个小时。 Có biết lái xe hay không? Khuẩy bú khuổi khai chưa? Có bằng lòng đi không? Có đồng ý đi không? Vậy chứ mà Lợi hại như vậy à? Giỏi như vậy à? Nào mà lì khải Để học thái cực quyền Quê là chế thai trí chuyển. Loại vận động gì? Sở mấy huyền tổng? Đánh bóng rổ? Tài lán chiếu? Tắt máy? Quan chi? Gọi điện thoại đến chưa? 来电话了没有？电话叫走电话响了。打 b 踢足球。拖书。你 i số mấy mấy，几比几？ thắng yến chúc mừng trụ khở học lớp thơ phổ sàng phú ban cùng đi với mình nguyên văn là bồi mình cùng đi 陪我一起去。 đi thâu phổi, khảo thua phú, bụng đau kinh khủng, 肚子疼得厉害 hai viên thuốc, 两片药。